Rồi, hiệp 3 lên nhanh em. Tối nay hiệp 3 chơi tem tiếp nha. Tem lô hôm qua anh em chốt hết. Tối nay em gờ tiếp được một lô nữa này. Nhưng mà đầu tiên em bán mấy cái này trước đã. Này, em có mấy đồ chơi nhá. Đây là cái mũ bố. Bố này, anh em nhìn cái ruột trong giùm em á. Em cho anh em xem này, cái gì cái này về anh em phải đổ giùm em cái quai ở hai bên. Vì cái này còn nguyên zin nó như thế này thì em bán về thôi. USA CAD. Hàng zin của nó nha em. Còn ở trong này thì có cái chữ gì trong này không nè. Lại ba đọc cái chữ US ở đâu. Đây, trời. Chữ bên này hơi bị rõ ràng luôn đấy. Đời của nó là đời tâm tư. Em đọc thấy không? Đời tâm tư. Quá đẹp. Tuyệt vời. Con này thì khỏi phải lăn tăn nữa. Chỉ có cái là anh em về đồ cái đặt hết 200 mấy nghìn nữa. Nó đổ quay vòng đây này. Có cái này rồi thì khỏi. Vì thông thường nó đổ hết tật tật. Đây là 200 mấy. Tức là chỗ em nha. Chỗ các anh thì em không biết. Còn ở ngoài màu xanh lính rất là đẹp. Của màu xanh thủy quân à. Đó, hạt cát vẫn đang còn nguyên này. Rất đẹp, ở bên ngoài đồ mới nó đẹp lắm. Cái đường viên của nó nha em. Cái đường biên con này là biên của nó cũng VIP luôn. Cái đường này này. Cái đường này này. Không bị sần sùi, không bị gì hết nè. Chỗ này thì nó dơ chút xíu ăn nhầm nhí. Con này em bán là 1,8 triệu. À, 1,7 triệu mã 69. Về đổ cái quai lên nữa là chơi hơi bị đỉnh nha. Con này chạy xe rép gì là hơi bị tuyệt vời luôn. Rồi ai chốt chốt con này giùm em này. Còn đây là cái bình đông hàng thế chiến luôn ấy. Cái bình này anh em có thể nghĩ là bằng inox, à bằng nhôm. Nhưng mà nó là chất liệu bằng inox. Nó còn VIP hơn cái thằng, nó còn đắt hơn cái thằng inox á, à, bằng nhôm ấy. US này, WCW. Cái dòng cua cạp của nó như vậy nha em. Tàng của nó à. Nói chung là con này cái vỏ và cái ruột nó như vậy. Nó có móp mấy chỗ nhẹ nhẹ thôi. Tức là bao con này không có lủng. Không có lủng thôi. US này. Em quay cái đít của nó nha. Năm 1944. Anh em thấy năm 44 là của thằng chiến tranh thứ mấy? US. Nó hàng VIP không? Còn cái nút của nó ở trên này. Nút cài. Còn cái ống cái ca này đi kèm với nó nha. Rồi. Ai chốt nguyên cặp này giùm em. 1,5 triệu mã 29. 1,5 triệu mã 29 nha anh em. Hàng đỉnh sưu tầm luôn ha. Chơi xe rép một con bình đông này. Hoặc anh em đựng một bình rượu này là chỉ cần nhìn cái bình là người ta đã khiếp rồi. Rồi. Tiếp cái bình thứ hai. Cũng như vậy luôn. Bình này anh em nhìn kỹ giùm em này. Nó có, em có hai loại nha. Đó, anh em nhìn thấy là loại này thì cái bố này. Con này thì có cả ba bộ. Tức là bình, vỏ và ca. US nha. Bình này còn cái vỏ còn rất là mới luôn. Em một tay thử quay một làm cái bình này. Em rút cái bình ra nha. Bình của nó này. Bình anh em nghe bong bong không? Cái bong bong luôn ấy. Bình ở đít là US năm 1945. 45 ha. Con kia 44, con 45 này. Rồi, tiếp cái vỏ và cái bình, cái ca này. Chờ em chút nha. Anh em chờ em.
Này quay mà cứ để anh em phải chờ như vậy. Tha hồ mà bán anh em ơi. US nó y hệt như cái ca kia luôn. Cái bộ này là gồm 3 cái nha em. Cái vỏ này, cái ca này, cái bình này, 3 cái này em sẽ bán với giá là để bỏ chung 1,9 triệu. Khoan, cái vỏ này để em cho anh em xem nha. Con này, cái vỏ này em dòm giùm em dán vào đây mất rồi. Mình sẽ coi đời của nó nằm cái vỏ này. Đây là cái vỏ của đời á. Nó là đời 88. Đời 88 nha. Chốt giùm em cái bộ 3 này là 1,9 triệu, mã 79. Bộ 3 này nha em. Cái này hơi bị đẹp luôn rồi đó. Trời, cặp bộ 3 nó là hơi bị đỉnh rồi đó. Rồi. Bây giờ em lên tiếp cái bộ này nha. Cái bộ này thì bình bằng nhựa. Cái vỏ nó bị màng mất rồi này. Cái di tích của nó thì nó ghi như thế này. Cái này là chỉ có bình với cái vỏ thôi chứ không có ống, không có ca. Không có ca nhé. Cái bình bằng mũ, bằng nhựa. Con này nó bao nhiêu thế? Con này nó năm 1976. Con này sinh năm với mình rồi. Rồi, ai chốt cặp này chốt giùm em 900 ngàn mã 39. Hai cái này nhá. Đồ chơi bữa nay em chỉ có ít đồ chơi này, sau em quay qua tem. Tiếp một con này nữa. US nha anh em. Nó bình bằng nhôm, à bằng inox. Con này là cũng 1,9 triệu. Mã 89 ạ. Ở đây của nó là có hai cái này dắt vào JTB nha em. JTB thì anh em biết rồi đó. Rút lên, đẩy JTB vào đây. Và cài lại thôi. Con này cũng đời 88 luôn. Đời 88. Con này cũng bộ 3 nha bà con. Bộ 3. Cái bình này. Cái ống nhôm này nhìn như kiểu là cái thùng nhôm hồi xưa ấy. Cái đít của nó này. Năm 1945. US nha. US năm 1945. Con này cũng có một cái ca ở trong, khỏi lôi ra nha em. Lôi ra nó khó lôi quá. Ai chốt nguyên bộ này thì chốt cho em với số tiền là 1,9 triệu. 1,9 triệu mã 87, à 89. 1,9 triệu mã 89. 3 bộ 3 nhá. Rồi, em lên tiếp hai con này nữa. Con này cũng chỉ có cái bình với cái vỏ thôi. Con này cũng 900 mã 49 này. Bình bằng nhựa. Con này năm chỗ này nó mờ mất tiêu. Còn cái dây kẹp TB ha. Cho anh em xem cái bình ở trong nó là năm bao nhiêu này. Nhìn kỹ giùm em cái bình nhá, em chỉ báo không lũng thôi. Cái còn bình nó đã qua sử dụng, ít nhất nó cũng bị xây xước rồi. Năm 1986. Chốt cho em mã 49 900 nghìn nha nhé. Mã 49 900 nghìn. Rồi, tiếp một con nữa. Con này màu cổ US à. Con này cũng bình nhựa. Con này có cả ca trong này. Con này bộ 3 nha bà con. Ủa sao con này bộ 3 mà ghi 900 chứ? Con này đời 88 luôn nha anh em. Con này cái bình của nó bằng mũ, nó bị màng mất rồi này. Bị màng nha anh em.
năm 1993. Chơi kèm cả cái camen luôn. Em bán 900 ngàn mã 59 nha anh em. Chơi bộ 3 900 ngàn luôn này. 900 ngàn mà bán cái này một cái 300 ngàn là tiêu đời em luôn này. Rồi, ok. Ai chốt mấy cái này thì alo giùm em. Bây giờ em lên tem cho anh em nhá. Bây giờ mình chơi tem cái đã. Tem thì bữa nay em được có mấy bộ thôi. Bữa lên ít chứ thực sự không có nữa đâu anh em ạ. Tem bữa nay cũng hết mà hàng bữa nay cũng kiệt. Hàng bữa nay mà bòn bòn bán cho anh em chứ không có nữa đâu. Cái bộ tem này thì gồm có hai tem ngực. Tem này là tem vai này. Đây là tem ngực này, tem túi. Cái đây là tem túi, còn đây là tem vai và tem vai nhá, hai cái vai này. Vai và vai. Quân y. Ai chốt bộ này giùm em. 300.000 mã 100. 300.000 mã 100. Rồi tiếp bộ thứ hai là hai tem cổ này. Hai tem ngực. Vai. Con này bị thừa một cái thôi. Vai, hai này cũng vai luôn. Tức là cái vai cờ nằm trên này và cái này một vai. Một vai tức là một bên vai nha anh em. Một bên vai thì cái này mới dưới, cái cờ mới trên. Đó. Cái này anh em biết sao? Em gỡ nguyên một bộ của con áo và để nguyên hiện trường cho anh em luôn, không có cần phải theo ai nữa. Cái này là trên một con áo là ta lên bộ đồ của mình nữa thôi. Anh em có thể lên áo M65 hoặc áo các bộ binh rần ri, tùy anh em thích nha. Có thể nhảy qua áo tuy chéo nhưng mà chỉ có một vài bộ đồ, một vài bộ tem thôi, chứ hầu hết không có thể lên được tem tuy chéo những loại này đâu. Chỉ có lần lộn nếu anh em mà lên tuy chéo thì cái dạng này là cờ hoặc là US thôi, còn mấy cái kia là không chơi được nha. Bộ này em bán là 2, 4, 6, 7 con tem, 400.000 mã 100 nha nhé. Rồi tiếp bộ sa mạc này anh cuôi hồi nãy chốt trượt bộ sa mạc. Nhưng mà không biết cái bộ này nó hơi full một chút, liệu anh có ưng không, cho nên em vẫn lên. Lên anh mà ưng thì anh alo em nha. Anh cuôi. Cây cặp tem ngực này. Cặp tem tên và US nha anh em. Còn đây là hai tem túi, hai tem vai. Cái thằng kỳ binh này, thằng này hơi full tem rồi đó. Con này là hai cặp tem vai này. Đó, nó may ở bên vai là một con trên con dưới. Hoặc là ta bỏ cái này ra đi. Chơi này. Đây là hai cái vai. Không, hai cái vai. Và đây là hai cái túi, hai ngực. 1, 2, 3. Rồi, chốt cho em bộ tem này. 400.000 mã 102. 2, 4, 6 cái tem nha. Tiếp bộ này giờ không còn cái tem tên nữa mà chỉ có US thôi. Thì giờ quất bộ 3 như vậy nhé. 4 như vậy nha em. Hai cái vai này, US và cái cờ. Hai vai rồi còn cờ. Nó hơi thừa cờ không? Vai thì thông thường nó nằm ở trên như thế này này. Trên cái vai á. Trên cái vai. Còn một vai thì không có, một vai thì có cờ. Còn đây US thôi. Rồi chốt giùm em 250 mã 103. 24 con này nhá. Rồi tiếp cái bộ này cũng vậy. 39 em chốt cho anh ạ. Cũng là hai cái tem cờ trên vai. Dạ dạ. Và tem này. Còn đây là tem ngực. Chốt cho em 250 mã 104. Còn bộ bên này cũng vậy nha anh em. Bộ bên này thì 300 mã 105. 300 mã 105. Có đăng lên. À. Rồi, đây là bộ không quân. Bộ không quân này. Không quân thì nó chỉ có không quân được có ba cái tem à. Ba cái tem này ai ưng thì chốt giùm em 200.000 mã 00.
Ủa sao hai cái bộ này mình chưa ghi chi giả gì ta. Rồi tiếp cái bộ này nhé. Bộ này 1, 2, 300. Mã 01. Cái bộ này thì lên M65 lên gì cũng được hết. Hai tem vai, cái này cờ nằm trên vai. Rồi cái này là trên hai cái túi. Chốt cho em 300.000 mã 01. 5 cái tem ha. Còn trên này. Qua bộ này nhé. Bộ này thì hai tem tên của thằng không quân nha. Hai cái tem ngực. Trên cái ngực là cái tem này. Còn cái này là cái vai. Vai thì nó nằm hai cái này. Cờ nằm trên. Đây là cái túi. Và đây cũng là cái túi. Rồi. 2, 4, 6, 8 cái tem. 8 cái tem nha. Chốt giùm em 450, mã 109. Còn cái bộ này hơi phu một chút này. Bộ này hơi bị đỉnh một chút nha. Cặp bông sồi ở ngay cái cổ này. Đây là hai cái tên ở trước ngực. Trên tên. Và đây. May như vậy trên cái chữ US nha anh em. Còn cái cờ thì nằm trên cái này. Đây là vai. Vai gồm có hai cái. Một bên cờ thì cái này nha anh em. Còn đây hai cái túi. Bộ này của nó là 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái tem. 11 cái tem 900.000 mã 108. 11 cái tem nhá. Hơi bị đẹp luôn. Cái bằng này là đắt ở chỗ này này. Con này là đắt chỗ này này. Rồi, tiếp qua video này. Qua cái bộ này. Bộ này thì hai vê cổ. Hai cái tem tên. Trên tên bằng dù và cái đuốc. Còn ở đây là ở cái vai. Một vai và một cờ. Hai này một vai, cờ bên vai và cái này bên vai. Là 2, 4, 6, 8 cái tem. 8 cái tem là 400.000 mã 107. Anh em nhìn kỹ được cái này không ạ? À? Em che cái này lại nha. Anh em nhìn này. Cờ hai vai này. Hai tên này. Đó. Vậy là 400.000 mã 107 anh em. Rồi qua bộ này đỉnh này. Bộ này thì chất như nước cất. Em nhìn thấy chưa? Tem mới cứng. Cái này chắc là bị mất rồi. Một cái bằng nữa nữa. Còn cái mã 16 có mà. Hai cái vê cổ bông sồi này. Dạ không có. Cái này phải kiếm một cặp khác may vào rồi. Hai cái bông sồi nha em. Hai bông sồi. Cái cờ. Không có số đo hả? Bán đo số. Hai cái vê cổ này. Hai tem tên. Bụng có 80 à. Trên tên và bằng dù nha. Tấm mấy à? Còn tấm đây à? Là bên vai. Con này cũng trên vai và trên vai là cái tem cờ luôn. Tức là anh em con nhìn giùm em mất bỏ cái này ra. Bỏ cái này ra. Con này may kiếm cái cặp với cái quần còn gì may. Cái này là hai cái túi. Đó, anh em nhìn giùm em hai bông sồi cái này. Dạ dạ đúng. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 cái. Con này 900.000 mã 106. 900.000 mã 106 nha anh. 7 thảo 10 số 5 luôn anh. Rồi, tiếp qua bộ này ha. Hơi dày vậy luôn á. Tiếp qua bộ này. Bộ này thì có một bức liên phải không? Nó là vải chất vải có chi dày. Bộ này em bỏ cái cờ ra đi. Một cặp tên. Ba năm cái như vậy. 350 mã 101. À mã 110 ạ. Còn cái bộ này nhá. Bộ này thì hai cái vê cổ, hai tên và cái bằng súng. Cái súng này nhìn nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Nhỏ mà có vỏ anh em. Cái này là hai cái túi. Đây là cái vai. Và đây cũng là cái vai. Rồi, ai chốt bộ này 700.000 mã 3 con số 1. 700.000 nhé. 3 con số 1. Rồi tiếp bộ này nha anh em.
bộ này thì vai này, trên vai thì đó, trên cái vai á, trên vai thì cờ rồi mới tới cái này, còn vai bên tay trái thì cái này, đây là cái túi, hai tem ngược vào cái này, chốt chùm em 400 mã 112. Còn em có những bộ tem này, em đang còn chừng này tem nữa. Ai thích một cặp thì cứ báo em, một cặp là 100.000 nhá, một cái là 50.000. Thì mai ai chốt thì cứ báo cho em, chốt một cặp US là em lừa cho một cặp 100.000. Không biết có đủ cặp không ấy chứ. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái video của em. Chúc anh chị em ngủ ngon nhá. Qua 9 giờ thì anh chị em có thể để lại tin nhắn cho em, mai em sẽ chốt cho. Em xin chào và hẹn gặp lại.